cảm ơn cậu đã đến đây. Cậu uống nước đi. Dạ, cháu mời cô ạ. Cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu đến đây có việc gì không? Cháu... Cậu hãy chia tay với con gái tôi đi. Dạ, sao ạ? Cậu với nó không hợp nhau đâu. Nhưng cháu với Nga yêu nhau thật lòng mà cô. Tôi biết, cậu yêu nó rất nhiều. Vâng. Chính vì thế, nếu cậu yêu nó nhiều, cậu phải chia tay nó sớm mới phải chứ. Dạ. Cậu thử nhìn lại bản thân mình xem, liệu cậu có xứng với nó không? Nếu yêu cậu, liệu nó có tương lai không? Hơn nữa, cậu lại quê Thanh Hóa nữa. Thanh Hóa thì sao ạ? À, tôi không có ý như cậu nghĩ đâu. Tôi không kỳ thị dân, à người Thanh Hóa. Chỉ là con gái tôi là con một, tôi không muốn nó lấy chồng xa. Dạ, cháu sẽ cố gắng mua nhà Hà Nội. Cô cho chúng cháu một cơ hội đi ạ. Cậu đùa tôi đấy à? Cậu làm gì? Lương cậu được bao nhiêu? Dạ, cháu là sinh viên mới ra trường nên đang đi xin việc ạ. Tạm thời cháu đã làm thêm với gia sư thì mỗi tháng cũng được 7 triệu ạ. 7 triệu? Mà sống ở cái đất thủ đô này thì bao giờ cậu mới mua được nhà? 5 năm? 10 năm? Hay là 20 năm? Cô, cháu sẽ cố gắng mà. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho Nga. Cô tin ở cháu đi, cháu xin cô. Thôi, cậu bớt ảo tưởng đi. Nếu cậu yêu con bé thật lòng, cậu hãy rời xa nó đi. Dạ, cô làm gì đấy ạ? Đây là 50 triệu. Tôi sẽ đưa cho cậu với một điều kiện. Cậu hãy rời xa con bé đi. Sinh viên mới ra trường như cậu, tôi nghĩ số tiền này là rất cần thiết. Thôi cậu cầm lấy đi. Cháu không lấy đâu ạ. Cô cất đi ạ. Thôi, cậu đừng giả tạo nữa. Tôi biết trong lòng cậu đang rất vui vì được một món hời lớn. Cậu cầm lấy đi. Chỉ cần cậu xa rời cái Nga là được rồi. Coi như đây là một vụ trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Cô nói gì vậy à? Cô bảo cháu vui. Sao cô có thể nói như thế được ạ? Tại sao cháu có thể trao đổi tình cảm của cháu bằng tiền bạc được ạ? Cháu biết cháu là thằng nhà quê, cháu nghèo, nhưng cháu không bao giờ làm cháu hèn hạ như thế cả. Nếu cô đã nói như vậy thì cháu sẽ nghe lời cô. Cô yên tâm đi, cháu sẽ rời xa Nga. Cháu gửi tiền cà phê cho chồng cô. Không cầm tiền à? Bạn nghèo lại còn sĩ. Cậu thử nhìn lại bản thân mình xem, liệu cậu có xứng với nó không? Nếu yêu cậu, liệu nó có tương lai không? Cậu lại quê Thanh Hóa nữa. Nếu cậu yêu con bé thật lòng, cậu hãy rời xa nó đi. À, em có thấy bọn mình khác nhau không? Là sao? Thì khác nhau từ cái tên nhá. Anh tên Đức, đại diện cho chủ nghĩa xâm lược phát xít. Còn em tên Nga, trước đây là Liên Xô, đại diện cho chủ nghĩa cộng sản. Hai bên chẳng đánh nhau chí chóe còn gì nữa. Còn bây giờ anh thấy bọn mình cũng khác nhau. Anh là trai ngoại tỉnh nghèo, còn em là tiểu thư thành phố. Anh sợ. Anh đừng nói gì nữa. Em hiểu anh định nói gì mà. Em tin, chỉ cần chúng ta yêu nhau thật lòng thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Cậu cho một xe đón tôi nhá. Tôi đang ở dưới đường rồi đấy. Rồi. Cướp. Cậu giúp tôi đây.
mau đưa lại cái túi đây. Cô chú đấy ạ. Cảm ơn cậu. Chú thử kiểm tra xem có mất mát gì không ạ? Ừ. Ôi may quá, không mất gì. Rất cảm ơn cậu. Dạ, không có gì đâu ạ. Mà tay có làm sao không? À, cháu không sao đâu. Giờ tôi đang rất vội, có việc phải đi gấp. Đây là các visit của tôi. Có việc gì cần cậu cứ liên lạc với tôi nhé. Dạ, vâng ạ. Thế nhá. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ, chào chú ạ. Con đâu ăn đâu. Chứ cậu ta lại bắt nạt con cái gì? Để hôm nào mẹ gặp, mẹ cho cậu ta một trận. Thôi con ạ, đàn ông mà, ai chẳng có tính trăng hoa. Giờ chắc nó có người yêu mới nên quên con rồi. Mà nó không xứng đáng với con đâu. Con quên nó đi. Nghe lời mẹ đi con. Không nữa. Thôi, dục tốc bất đạt, uống từ từ thôi. Kệ tao. Mày uống đi. Uống nhiều vào. Tao chỉ nói với mày một câu thôi. Cho dù mày có uống bao nhiêu đi nữa ấy, thì chuyện nó cũng xảy ra rồi. Mày nên chấp nhận đi. Mày với Nga ấy không đến được với nhau đâu. Đến mày cũng nói như thế được à? Thì cuộc sống mà. Bây giờ người ta yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền. Tao với mày nghèo như thế này ấy, trèo cao chỉ có ngã đau thôi. Thế bây giờ tao phải làm sao? Thì còn sao trăng cái gì nữa. Tập trung mà kiếm tiền đi. Mình phải giàu. Phải thật giàu vào thì người ta mới không khinh thường mình được. Mày nói đúng. Mình phải kiếm thật nhiều tiền. Mình phải giàu. Giàu thì mới giữ được người mình yêu. Giàu thì người ta mới không khinh thường mình được. Chị ơi, chào cho em nộp hồ sơ xin việc ạ. Bên chị không tuyển được em ạ, cảm ơn em. Thế à? Vâng, em chào chị ạ. Cảm ơn em nhé. Alo, đâu à? Tình hình sao rồi mày? Không ăn thua lắm. Nơi thì người ta không tuyển sinh viên mới ra trường. Nơi thì hết việc làm. Thời buổi này tìm việc hơi khó. Mày thử lên mạng tìm xem. Tao đi vài nơi rồi tao về thôi. Đây là các visit của tôi. Có việc gì cần cậu cứ liên lạc với tôi nhé. Chào bạn, mình là Đức. Vâng, chào anh. Tổng giám đốc có việc bận, phải đi công tác một tuần. Tổng giám đốc có dặn em là sắp xếp cho em một chỗ làm việc. Mời anh đi theo em.
Ừ, cảm ơn bạn. Đây là phòng marketing truyền thông. Mọi người ơi, đây là anh Đức. Từ nay anh ấy sẽ về phòng chúng ta. Mọi người cho một tràng pháo tay nào. Xin chào các bạn, mình là Đức. Từ nay mong mọi người giúp đỡ mình trong công việc. Cảm ơn các bạn. Còn đây là chỗ làm việc của anh. Thật vui khi chú ấy tin tưởng và cho mình một công việc mới. Từ giờ mình sẽ cố gắng thật nhiều mới được. Tuấn, em báo cáo đi. Theo như báo cáo, tình hình doanh thu quý 3 của chúng ta giảm 20% so với quý 2. Nguyên nhân là do công tác truyền thông marketing của chúng ta chưa thực sự hiệu quả. Chúng ta đang sử dụng công cụ truyền thông chủ yếu là AdWords và chạy ad trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Khi giá quảng cáo lên xuống sẽ ảnh hưởng đến chi phí rất nhiều. Vì vậy, theo tôi thấy, chúng ta cần tìm một công cụ truyền thông marketing mới để có thể phát triển hơn. Mọi người đã nghe báo cáo rồi đấy. Chính vì vậy, buổi họp ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra giải pháp về truyền thông marketing cho hiệu quả. Mọi người ai có ý kiến gì thì có thể phát biểu. Theo như em nghĩ thì chúng ta nên sử dụng các công cụ truyền thông cũ như là phát tờ rơi hoặc là gửi email cho khách hàng. Phát tờ rơi làm sao được? Bây giờ đầy người phát tờ rơi nhưng có mấy ai đọc đâu. Vừa vứt rác đầy đường, vừa không hiệu quả, lại còn ảnh hưởng tới môi trường nữa. Tôi thấy Hạnh nói đúng đấy. Phương án này không thực sự hiệu quả. Tôi nghĩ chúng ta cần lên chương trình khuyến mại. Lên chương trình nhưng mà không truyền thông quảng cáo thì làm sao mà khách hàng biết tới được? Ai có ý đúng nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chưa hợp lý cho lắm. Còn ai có ý kiến khác không? Mọi người ơi, tôi có ý kiến. Khách hàng của chúng ta đang có xu hướng sử dụng điện thoại thông minh rất là nhiều. Họ dùng để lướt Facebook hay đơn giản chỉ là xem những video giải trí ở trên YouTube. Đây là cơ hội lớn để chúng ta quảng cáo. Vì vậy, tôi sẽ đưa ra hai đề xuất. Một là chúng ta quảng cáo ở trên Facebook. Hai là quảng cáo trên mạng xã hội video YouTube. Ở trên Facebook, chúng ta sẽ kết hợp với lại những bạn KOL có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Còn ở trên YouTube, chúng ta sẽ liên hệ với lại các tổ chức hay những cá nhân có kênh YouTube có lượt subscribe lớn để chúng ta lồng quảng cáo vào những video viral triệu view. Điều này giúp chúng ta giảm thiểu chi phí cũng như là tăng cái hiệu quả quảng cáo. Đây là một xu hướng sắp tới, một xu hướng của digital marketing. Vì vậy, tôi nghĩ là chúng ta nên áp dụng như thế này. Thưa chú, phòng marketing nộp bản kế hoạch, mời chú xem qua. Tốt. Mà ai lập bản kế hoạch này cháu? Nghe nói là anh Đức, nhân viên phòng marketing, vừa lên kế hoạch và viết luôn ạ. Đức nào nhỉ? Có phải nhân viên mới không cháu? Dạ đúng rồi ạ. Mà chú quên rồi ạ. Đây là người mà chú giới thiệu đấy. Chú quên mất đấy. Cháu gọi cậu Đức về đây cho chú. Vâng ạ. Chào chú. Chú quên gặp cháu ạ. Làm tốt lắm. Dạ. Bắt đầu từ ngày mai cậu nhận vị trí mới. Thưa giám đốc, tổng giám đốc có việc gấp muốn gặp anh. Mọi người làm cái nhắc. Này, Hạnh nhắc mới nhớ, anh Đức được làm giám đốc rồi đấy. Thì cũng đúng thôi. Mấy năm nay em thấy anh Đức đóng góp rất nhiều cho công ty đấy. Mà chị không nhớ cái dự án lần trước không có anh Đức thì mọi thứ đổ bể hết à. Anh Đức rồi. Cháu xem đi. Công ty Đa Gia không có ý định hợp tác với chúng ta nữa, mà định chuyển qua công ty Vivu Media, đối thủ của chúng ta. Nhưng chúng ta ký hợp đồng rồi mà chú. Họ sẵn sàng bồi thường để phá hợp đồng. Thế này thì Vivu Media chơi xấu chúng ta rồi. Chắc cháu phải đi một chuyến sang trụ sở Đa Gia bên Nhật. Cháu không tin tự nhiên họ lại chấm dứt hợp đồng như vậy. Chắc phải có lý do gì đấy. Cháu vừa đi công tác một tuần, giờ lại đi tiếp, sợ là sẽ mệt. Dạ, không sao đâu chú ạ. Cháu quen biết giám đốc của Đa Gia nên cháu nghĩ quá trình đàm phán sẽ thuận lợi hơn ạ. Vậy thì tất cả là nhờ vào cháu đấy. Vâng ạ. Cháu vừa về Việt Nam à? Vâng, cháu về rồi ạ. Cháu vừa đi ra ngoài một chút. Thế tình hình công việc thế nào? Tình hình tốt chú ạ. Công ty Đa Gia đã ký hợp đồng với chúng ta thêm 5 năm nữa. Thế thì tốt rồi. À,
chiều nay đi ăn tiệc với cả gia đình chú nhá. Chú tổ chức tiệc mừng cho con gái đi du học 4 năm vừa về. Dạ. Vâng ạ. Nhà hàng chú à chú? Thế nhá. Dạ vâng, cháu phải thấy đúng rồi ạ. Dạ vâng ạ. Mẹ vào nhà hàng trước đi, để con đi gửi xe ạ. Ừ, thế mẹ vào trước nhá. Không biết giờ này bố con đã đến chưa nhỉ? Cô, cháu là cô ạ. Cậu... Dạ... Hóa ra là cậu à? Dạ vâng ạ. Lâu không gặp, trông cậu khác quá. Dạo này cô khỏe không ạ? Nhờ phúc của cậu, tôi vẫn khỏe. Thế còn Nga thì... Cái Nga nhà tôi nó sắp đến rồi đấy. Tôi không muốn nó nhìn thấy mặt cậu đâu. Cậu đi luôn đi. Nhưng cháu có hẹn ở đây ạ. Nếu cậu thương nó thì cậu đừng nên gặp nó. Tôi xin cậu đấy. Cậu đi luôn đi. Dạ, vâng ạ. Cháu chú ạ. Đức, đến lâu chưa? Cháu vừa mới đến ạ. Dạ. Ơ bà xã, em đến rồi à? Hóa ra hai người quen nhau à? Không những quen mà còn rất thân. Cậu Đức là giám đốc của công ty mình đấy. À, cái câu mà anh hay nói về em đấy. Cậu Đức này giúp anh rất nhiều trong việc điều hành công ty. Cô là vợ của chú à? Cô là bà xã của chú. Bố. Ôi, con gái, đến rồi đấy à? Vâng ạ. Chắc lại thằng Lào trêu mà đến muộn ngày đây. Nga, con làm cái gì thế? Ở đây sao anh không đi luôn đi, anh còn xuất hiện ở đây làm gì nữa? Nga, con thôi đi, đấy không phải lỗi của cậu ấy đâu, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Hóa ra là mọi người quen nhau hết à? Đó là người yêu của con gái mình cách đây 4 năm. Chính em là người đã ra tay ngăn cản. Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Sao em làm như vậy mà không nói với anh một câu? Lúc đó vì em lo cho con gái, em sợ nó lấy phải một người không có tương lai nên em thật là ngày trước anh cũng hai bàn tay trắng đây thôi mà em vẫn còn yêu anh. Lúc đó khác, em thì em chịu khổ được, nhưng mà em không muốn con gái chúng mình chịu khổ. Em à, có tiền có thể mua được cả một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Thế giờ em đã đồng ý cho hai đứa đến với nhau chưa? Anh tin cậu ta là một chàng trai tốt, cậu ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho con gái bé bỏng của mình. Đưa sản phẩm và thương hiệu của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đức@gmail.com, số điện thoại 0984600796.